Chúng mình xuống và cùng xa cho thầm mấy căn video mừng riêng của Max Learning. Hãy thử ngay nít nhóm năng lý dụng vì Concrete hay năng Abstract Noun. Và video muốn dựng dây khi nếu rồi hỡi dụng vì Nouns ta ta niêm cư chìa quầy. Và ta trong video nít dựng năng lý dụng vì Prophet này niêm mình. Cư Concrete hay năng Abstract ta ta Pi năng nghe khó khăn nhận đôi mình đích. Hai viên miền này nhận đôi mình đích. Chắc nằm bây ở dụng căn đại chú bác dựng tạm đàn video nít ta ngọt khăn nhận. Bạn chắc dựng ở cái lệnh mơ Concrete Nouns mụn. Concrete nouns represent a thing that is real and you can experience with your five senses: smell, touch, sight, hearing, or taste. Chẳng concrete noun cứ chỉ niệm đại dương ai sống qua biết đời bao nhiên tiền trăm rồi bao dương. Bởi dương vậy ở sầm mang tới concrete noun cứ chỉ niệm đại dương ai mưa khơi nhưng phá bán dương sập lứ dương hết lần đắng hay dương ai lụa bàn. Bản chẳng dương mưa u thì ho từ ngõ khné. That man threw a rock across the yard. Chắc nơi khăn ông bà dụng này dương khơi tham miên concrete noun chấm nguồn 7. Tìm mối cứ the man. Chắc the man dương mươi khơi quát rock đồng thmó cơ dương khơi đá dương đăng rụp riêng về mạch. Mối tiết the yard miên này tha xuân cao tiết nấn cơ dương đăng cơ dương ảnh mươi khơi. Chắc ở bây nấn kê hai vị trí concrete noun. Mối tiết I kicked the ball hard. Chắc ball này có chí concrete noun được nghĩa cứ dương ai phá bán dương ai tọt bán. Ok chẳng concrete noun mà dương dây ở sẵn mạnh thế cứ dương ọt bà bạ thì ai ta niềm ná để dương ai mơ khơi hai bên miền rụp riêng chạy lẹ. Bạn chẳng dương mơ to tiết tại tôn tình abstract noun. An abstract noun represents a thing that is more like a concept or idea and cannot be perceived using one of the five senses. Bản chất về ở sản máu cứ abstract noun nó cứ chỉ biết đa bằng hai pí cùng nhất để mình miên rụp lên cho bác lót để dân ai mơ khởi tỷ rồi còn là dân bắt ai pra nhiên thằng pram rồi bỏ dân nằm bay tới sống qua niềm năng bản tỷ chất như mơ ưu tỷ hóa. Love and friendship are equally important. Bản chất love and friendship cứ kia hai vị trí abstract noun đời sao dân ai mơ khởi tỷ love and friendship nó việc cứ chỉ concept with something in mind, okay? Mùi tiết respect needs to be earned. Chẳng respect nên có chỉ abstract noun bạn này. Chẳng những bộ prai tha ca cổ rục. Chẳng ca cổ rục cứ dương ọt ai mơ khương tì. Chẳng hãy bằng dương ao chmua vi chí abstract noun. Bà khổng nít nhóm miên ưu tỷ hoa mùi tiết. This picture represents power. Chẳng nông dụng nít miên tàng concrete hay nâng abstract noun. This picture, dân ai mơ khởi như rụp hiệp mùi nâng, represent power, nghĩa là ổng nạch, chắc ổng nạch cứ chia abstract noun, cứ chia ở vậy để dân mình ai mơ khởi như vậy. Ok? Bạn chứng sẽ rõ mô vĩnh, concrete noun, cứ chia niếm để dân ai mơ khởi, và hạ bán, đợi bà bình nhìn thẳng pram bỏ dân xong có niếm nâng bạn. Bạn ta abstract noun, cứ chia niếm để dân mình ai mơ khởi, thế vì cứ chia concept rồi có chia idea. Chẳng khi chúng ta thay đổi ngọt này, nâng dù khăn tài chứ bác nữ concrete hay nâng abstract noun dựng bánh chạy về ảnh đảnh. Bà hãy khi chúng ta có ngọt này để tạm làm video này bị đáng và hỗn đoạn trọng. Dựng nâng chút này nâng video cao tiệt và xung ngọt.